rồi. Nhược lâm mạng chung, tự tri thời chí, thân vô bệnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, như nhập thiền định. Đến chỗ này là một tiểu đoạn. Mỗi một người sống trong thế gian này, thọ mạng dài hay ngắn đều có nhất định. Người phàm phu đều do nghiệp lực làm chủ, cũng gọi là nghiệp báo. Nếu như thật sự hiểu rõ nghiệp báo thì tự nhiên sẽ coi nhẹ sanh tử, không bao giờ tham sống sợ chết. Bởi vì sau khi quả báo của nghiệp nhân này đã hết thì nghiệp nhân kế tiếp lại sanh ra, cũng giống như thực vật nở hoa kết trái vậy. Quả nào chín thì rụng xuống trước. Trong quả lại có nhân, tức trong trái có hột, hột là nhân. Nhân rơi xuống đất, đất là duyên của hột. Hột lại đâm rễ, rồi lại nảy mầm, tương lai lại nở hoa kết trái. Đó là quả báo lần thứ hai. Nhân quả tuần hoàn, vĩnh viễn không ngừng. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Chúng ta mà hiểu được đạo lý nhân quả này thì đối với sự sanh tử trong tâm không có kinh sợ chút nào. Quý vị sẽ phải làm thế nào? Quý vị nhất định sẽ trồng thiện nhân trong quả báo lần này. Quả báo lần này giống như một trái đào vậy. Hiện tại là quả, quả bây giờ đã trưởng thành trái đào, nhưng nó vẫn chưa chín mùi. Thế nó chín mùi thì rụng xuống, từ trên cây tự nó rơi xuống, không cần người hái. Trong trái đào có hột, tức là lại có nhân. Một đời tạo cái nhân này phải tốt, tạo nhân tốt thì quả báo đời sau càng thù thắng hơn, càng tốt hơn. Nếu tạo nhân không tốt thì quả báo không tốt. Cho nên khi hiểu rõ đạo lý nhân quả rồi, tuyệt đối sẽ không dám nói càng làm bậy, sẽ thường nhớ đến những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Chúng ta hấp thụ kinh nghiệm của họ và trí huệ của họ, biến thành trí huệ của mình và biến thành kinh nghiệm của mình, sáng tạo tiền đồ tốt đẹp của mình trong đời sau. Đây là chính xác. Hạng phàm phu trong lục đạo có thể làm được. Kế tiếp là nhược lâm mạng chung, tự tri thời chí. Đây là nói người tu hành đã có công phu, tự mình biết được nghiệp báo đã hết. Đây là người phàm phu biết được nghiệp báo đã hết. Nghiệp báo trong đời này đã hết, nghiệp báo của đời sau lại thành thục. Tự mình biết được, biết trước. Đa số người sanh lên trời, tự mình biết trước sanh lên trời là vì họ trong đời này đã trồng thiện nhân, đã làm chuyện tốt thì đời sau sanh lên trời. Nếu là thừa nguyện tái lai
đương nhiên thì không có vấn đề, cảnh giới đó càng cao hơn. Ở chỗ này quá duyên đã hết thì họ đến ứng hóa trong thế giới khác. Thật tại mà nói, phạm vi ứng hóa là khắp pháp giới hư không giới, thân ứng hóa vô lượng vô biên. Người đại triệt đại ngộ họ được tự tại, người được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới hầu như đều có năng lực này. Tuy họ đều có năng lực này, nhưng lúc họ lâm chung vì sao không thể hiện tướng lành? Đó là vì họ vẫn còn nghiệp chướng rất nặng làm chướng ngại họ. Cho nên lúc hộ niệm chúng ta thường thấy như vậy. Lúc họ sắp vãng sanh, rất nhiều người hộ niệm nhìn thấy môi của họ cũng đang động, hình như cũng niệm Phật theo chúng ta. Không sai, có lúc họ cũng niệm Phật theo chúng ta, nhưng có lúc họ nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn thì miệng họ mấp máy, ý là nói với mọi người rằng Phật đến tiếp dẫn, tôi phải theo Phật ra đi. Vì họ không có hơi sức nên nói không ra tiếng. Quý vị chú tâm mà xem xét trên nét mặt của họ thì thấy họ rất an tường, họ rất hoan hỷ. Quý vị thấy nét mặt của họ lúc vãng sanh rất an tường, rất hoan hỷ, đó là Phật đến tiếp dẫn họ. Nhưng cũng có lúc họ đã ra đi mà nét mặt của họ không tốt. Mọi người vẫn còn hộ niệm, tiếp tục niệm được 2-3 tiếng sau thì thấy nét mặt của họ thay đổi rất tốt. Bên trong có hai lý do: một là họ đã vãng sanh, hai là nghiệp chướng của họ đã tiêu trừ. Nghiệp chướng đã tiêu trừ. Tuy họ không được vãng sanh, nhưng họ chắc chắn được sanh vào thiện đạo. Cho nên công đức hộ niệm không thể nghĩ bàn. Sự hộ niệm có công đức lợi ích chân thật. Nếu gặp được cơ duyên như vậy, không thể bỏ qua. Chúng ta phải thường hộ niệm giúp cho người khác. Đến lúc quý vị lâm chung thì cũng có người hộ niệm cho quý vị. Đây đều là thuộc về nhân quả. Quý vị trồng nhân tốt, sau này nhất định có quả báo tốt. Trong đời này chúng ta đã hiểu rõ đạo lý này. Chúng ta dùng thiện tâm đối xử với tất cả mọi người thì sẽ được hết thể tất cả mọi người dùng thiện ý để đối xử lại với ta. Cũng có lúc ta dùng thiện tâm đối xử với họ, nhưng họ lại dùng ác ý đối xử với ta. Đây có nghĩa là thiện ý của ta chưa đủ. Không nên trách người khác, phải tự trách mình. Vì thành tâm của ta và thiện ý của ta vẫn chưa đủ, cho nên ta phải cố gắng thêm, thì khiến cho thái độ của họ sẽ thay đổi. Hãy nhớ kỹ lời dạy của Đại sư Ngẫu Ích: cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm, đều là do tâm của mình. Tâm của mình tốt thì hoàn cảnh bên ngoài tất cả nhân sự vật đều tốt. Nếu tâm của mình không tốt thì hoàn cảnh bên ngoài không tốt. Nếu quý vị oán trời trách người thì là quá đổi sai lầm. Quý vị hoàn toàn là mê mà không giác. Người học Phật chúng ta, đừng nói chi chúng ta là phàm phu, quý vị hãy xem Tổ sư Đại Đức Hàng Thanh Văn Bồ Tát, mỗi ngày cũng phải hết lòng phản tỉnh, sửa đổi lỗi lầm của mình. Bậc Đẳng Giác Bồ Tát mỗi ngày cũng phải sửa lỗi, huống chi là những bậc thấp hơn Đẳng Giác Bồ Tát. Chúng ta phải cầu học, phải khiêm tốn, phải cung kính, phải biết tôn trọng người khác.
thì chúng ta mới có thể thành tựu viên mãn đức hạnh. Trong xã hội, bất luận pháp thế gian hay xuất thế gian, việc tốt thì nhường cho người khác, những công việc khổ nhọc tự mình tình nguyện gánh lấy. Thì nếu là được như vậy thì sớm tiêu nghiệp chướng, thì mau tăng phước huệ. Kế tiếp là thân vô bệnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, như nhập thiền định. Cảnh giới này tôi nghĩ có nhiều vị đồng tu đã tự thấy được, có thể đã thấy được nhiều lần. Quý vị đã thấy được có giác ngộ hay không? Họ làm được thì ta cũng làm được. Ta hy vọng ta làm còn hay hơn họ rất nhiều. Lúc sắp mạng chung, đích thật không có bệnh khổ. Thế nhưng hạng người này rất ít. Đại đa số người niệm Phật vãng sanh, lúc họ lâm chung vẫn là sanh bệnh. Tuy có sanh bệnh, nhưng bệnh tình của họ rất nhẹ, không nghiêm trọng. Tại vì sao? Vì lúc họ lâm chung, nghiệp chướng đã tiêu trừ hết. Cho nên, nghiệp chướng của họ vì sao lúc bình thường không tiêu trừ? Lúc bình thường mà có thể nhẫn nhục là tiêu nghiệp chướng, nhưng tại sao không thể nhẫn? Là bởi vì tất cả nhân sự vật đem đến những chuyện như hiểu lầm, hủy bán tinh thần vật chất, trong hoàn cảnh gian nan, nếu nhẫn được thì tiêu nghiệp chướng, rất hoan hỷ mà gánh chịu, mà tâm không nóng giận, trong lòng cũng không buồn rầu, cũng không có ý báo thù. Trong cuộc sống hàng ngày phải huấn luyện như vậy thì quý vị lúc sắp mạng chung sẽ không có bệnh khổ, rất tự nhiên sẽ biết trước ngày đi vãng sanh, lúc nào đi vãng sanh rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Chúng ta sống trong thế gian này, khi khởi tâm động niệm làm việc gì đều là vì lợi ích cho chúng sanh. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này, đem công đức lợi ích của câu Phật hiệu này hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Ta vì tất cả chúng sanh niệm Phật, bây giờ ta phải nghĩ đến nhất là những oan thân cái chủ nhiều đời nhiều kiếp của ta. Ta phải thường nghĩ đến họ. Mỗi ngày chúng tôi trong giảng đường này đem Phật Pháp giới thiệu cho đại chúng, trước khi vào giảng chúng tôi cũng rất cung kính mà quán tưởng tất cả thần linh khắp pháp giới, hư không giới, cũng quán tưởng tất cả thần hoàng thổ địa tôn thần cõi này phương khác. Trong bài kệ hồi hướng có nói: nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ, hết thể tất cả chúng sanh, thảy đều bao gồm bên trong. Chúng tôi vì họ mà giảng kinh thuyết pháp, không vì lợi ích cá nhân mình. Tại vì sao? Vì tự mình và pháp giới chúng sanh là một thể. Niệm niệm đều vì pháp giới chúng sanh, không có nghĩ đến cá nhân mình. Điều này vô cùng quan trọng. Tại vì sao? Vì nếu nghĩ đến cá nhân mình thì chưa đoạn tự tư tự lợi, thì chưa phá ngã chấp,
khởi tâm động niệm mà chỉ vì có tất cả chúng sanh, tuy không phá ngã chấp nhưng tự nhiên cũng không còn. Đây là pháp phương tiện của trong Đại Thừa. Mọi người nên biết, phá được ngã chấp thì luân hồi không còn nữa. Đời sau chúng ta sang đời đâu, tuyệt đối không bao giờ đã đọa vào lục đạo luân hồi.